Chào cả nhà nha. Hôm nay mẹ thất nghiệp, bác rắn bị thất quá, giờ về cắt giọng mày giọng đoán anh em nào mà đi đặt rất là mệt mỏi điện thoại cho mình để mình xếp giọng nằm trên đường nghỉ ngơi mát rồi về nha. Con sẽ qua cái con học cái gì học gì trên cấp tốt không này vậy hả? Không ai học mà cháu đâu các bạn, trong lưới nè, đó trong lưới nằm êm lắm, mát lưng lắm. Giờ làm đóng luôn rồi nè, cắt đóng này, mấy cái lưới này nằm võng mà dư đầu cây á, mình lấy mình may làm gì á, mấy cái đồ bịch đựng rắn nó đã lắm các bạn, bền lắm mà nó dày, không có sợ bị cắn ra nguy hiểm lắm. Mấy cái bịch cướp ở chợ mua nguy hiểm lắm. Quay chân chỉ quay đá gì đó. Nó zoom đi. Rồi. Bây giờ đến ngày hôm nay 20/7, 28 cái. 28 cái mà dính có hai con, một con kẹt đầu nhỏ quá, bác ra thấy nó còn mạnh, thả nó luôn. Thật ra thấy nó bùng bẫy mạnh quá, hay cắt miếng sống rồi thả nó luôn. Còn có một con mà được nửa ký, 5 lần rưỡi gì á, mình biến đưa clip cho các bạn coi quá. Về cắt giống mà cắt giải mây giống là bẫy đặt nè các bạn, bẫy đặt ra ngồi bù cắt giải nè. Mà hôm bữa ai nói mua mua bẫy tặc nhiều bán thôi, mình bắt được nhà có ai mua mình bán nha. Bẫy tặc này 40 cũng mấy ký cũng sao bẫy tặc này 46 ký nha, cân sa cạ luôn cân cân cả vỏ luôn, cân cả bị luôn. Rồi kéo vô, kéo vô nữa em. Rồi anh mua lấy đặt mình bán nha, đúng là mình đăng lên mình anh mua lấy đặt mình giao rồi bán luôn á. Trong trong giúp mẹ anh em mình đông á, nhiều khi cũng có nhiều khi nhiều nhiều bạn có nhu cầu á, ví dụ như là bán ở chợ hay là bán mấy cái cửa hàng đồ gia dụng á, có nhu cầu á, hay bình luận vô đi, cái gì mình báo giá với lại chi tiết cho mình hay kỹ lắm. Giống à, trong cái thị trường giờ mình không có may, mình viền biên thì kỹ càng hết luôn, mà những cái biên đó mình viền bằng dây gì chắc lắm. Còn giống thị trường giờ nó không có viền biên, thế là không có bảo hành, còn giống mình là bảo hành 1 năm rách hư đổi trả luôn. Nói chung về kỹ thuật, kỹ thuật nổi về kỹ thuật là với lại chất lượng giải là mình ấy cho luôn. Là giống lưới nằm cho mát nha, các loại lưới nhiều màu chất lượng tốt. Nói chung là quán cà phê, quán cà phê giống mà xài được khoảng chừng 3 năm mới hư, mà cho dày kéo thoải mái luôn. Còn đây là dạng giống dù nữa các bạn, dạy dù nè,
hay là giống như nằm như chống mũi rồi đó, đa dạng lắm, làm đa dạng. Hàng quá nó cũng chậm chạp quá, nó đi bấy gắn thêm kiếm thêm thu nhập với lại niềm đam mê nữa. Liền cái khách hàng ngày hôm qua, khách hàng ngày hôm qua các bạn, cái lúc mà bắt được con hộ hành bự á, rờ vô cái bẫy kéo xuống em, rờ vô cái bẫy mà không có biết rờ vô cái bẫy. Con chào ông rồi, lấy phép ra ngoài đi con, qua cái chỗ mà mình nghe điện thoại mình nói chuyện giá giỏng người ta nè. Rồi cái còn cái một tay nghe điện thoại, một tay rồi xuống cái bẫy á, cái lợp á, mà thấy nó nặng chì mà mình đang nói chuyện với khách, mình đâu có thể dở cái bẫy được đâu, tụi cũng không quay được luôn. Mình biết là cái hấp dẫn rồi nhưng mà mình nghi là họ hèo thôi, nó nặng quá, hoặc là con vượt cống, cái khu vực đó không có trồ, mình biết là vượt cống hoặc là họ hèo là ai biết đâu, dở ra thành con hành trò bá rồi đó. Trên sân Bắc An Giang á, cả nhà, sân Bắc An Giang hôm qua cũng được con hộ hành đâu ký ba, hôm qua bán như này rồi á mà khách mình họ ăn họ sướng quá, họ kêu giờ có lợi giống vậy em hú họ đi, mình kiếm giùm, mà hỏi trên sân Bắc An Giang thì An Giang nó bán nè, chứ nó làm gì, chứ nó bán rẻ nữa các bạn ơi, bán nhất mà nó bán qua cho mấy nghìn ngàn. Cắn nhất của anh qua cho mấy được ngày.